Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị đang theo dõi số đối thoại thứ 6 nằm trong vấn đề tài của chương trình đối thoại để bàn về việc là chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp, khuyến khích hay ép buộc. Trong các số trước thì chúng tôi đã cùng các khách mời bàn về việc là chuyển đổi hộ kinh doanh lên thành doanh nghiệp có phải để đạt mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp của năm 2020 hay không, những rào cản để các hộ kinh doanh không muốn chuyển đổi lên thành doanh nghiệp và làm thế nào đấy để thúc đẩy những hộ kinh doanh thực sự có nhu cầu và đã đến lúc phải chuyển đổi lên thành doanh nghiệp, chuyển đổi lên và kinh doanh chuyên nghiệp hơn. Thì đó là những nội dung mà chúng tôi đã bàn thảo cùng các khách mời trong số đối thoại trước, và trong số này chúng tôi tiếp tục mời tới trường quay đối thoại các khách mời là doanh nghiệp, là luật sư để bàn tiếp về chủ đề này và đưa ra những giải pháp không chỉ là khuyến khích thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trong điều kiện phù hợp mà còn tạo ra một môi trường kinh doanh tốt cho các doanh nghiệp hiện nay cũng như các doanh nghiệp khởi nghiệp, các doanh nghiệp sắp bước chân vào lĩnh vực là kinh doanh. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Bà Đinh Thị Thúy, tổng giám đốc công ty cổ phần Misa. Luật sư Nguyễn Tiến Lập, văn phòng luật sư Lập Hấp Quang và Cộng sự, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam. Bà Trần Thị Thu Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Việt Nam. Vâng, thưa các khách mời, trong 5 số đối thoại và gần đây là số đối thoại thứ 5, chúng tôi đã cùng các chuyên gia, cùng các luật sư tại VCCI rồi ở rất là nhiều lĩnh vực khác nhau để cùng bàn về việc là cái mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp có phải đạt được từ cái việc chuyển đổi hộ kinh doanh lên thành doanh nghiệp hay không. Thì ngày hôm nay chúng tôi lại mong muốn các khách mời ở đây lại có những góc nhìn khác liên quan đến việc là từ những thực tiễn xô xát với cả các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh, thì các khách mời thấy là cái mong muốn của các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp có nhiều hay không, và họ gặp những vướng mắc rào cản gì trong quá trình chuyển đổi, mà tại sao họ lại không muốn chuyển đổi, đặc biệt là trong thời gian vừa qua chúng ta đã khuyến khích rất là nhiều. Thì trước là tôi xin mời ý kiến của bà Hằng ạ. Đứng về góc độ là một doanh nghiệp ý, thì tôi thấy có một vấn đề nó nổi cộm trong những năm vừa qua, bởi vì bản thân tôi là doanh nghiệp của chúng tôi là có va chạm với rất nhiều các cái hộ kinh doanh rồi các hộ cá thể. Thế thì tôi cũng tư vấn cho mọi người là nên thành lập công ty thì như thế là sẽ tốt hơn, bởi vì về nhìn về lâu về dài thì ta nhìn đến góc độ một doanh nghiệp, người ta đánh giá nó sẽ có độ tin cậy hơn. Chứ còn nếu về nhìn hộ kinh doanh không, thì một người làm chủ gia đình người ta bán một hàng đấy thì nó không có cái độ tin cậy bằng. Vì cũng có những người bạn trẻ khởi nghiệp thì ý tưởng thì các bạn cũng đến gặp chúng tôi là cô ấy, theo cô là cháu nên thành lập doanh nghiệp hay là hộ kinh doanh cá thể. Thì tôi tư vấn các bạn đang có ý tưởng như thế thì nên thành lập doanh nghiệp, thì sẽ vận dụng được nhiều cái hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thế nhưng quả thực là sau 2 năm thì một số bạn gặp tôi và cô ấy, thôi cháu từ bỏ doanh nghiệp, cháu chuyển đổi hộ kinh doanh thôi, vì cái mặt hàng để cháu bán vẫn được nhưng mà cháu có cái lợi thế hơn. Thứ nhất là cháu không phải kê khai thuế nhiều, cháu không phải báo cáo nhiều, rồi cái thuế cháu nộp cũng ít hơn. Bởi vì với hộ kinh doanh cá thể thì đa phần là được nộp cái thuế khoán, chỉ mất một tháng là có khi chỉ vài 300.000 thôi. Mặc dù doanh thu của bạn ấy, nếu mà tính theo cái mức thuế như chúng tôi phải nộp về thuế nông nghiệp ấy, 5% ấy, thì có khi tới cả 5-70 triệu. Mà 5-70 triệu với những cái bạn đấy thì là một khoản rất lớn. Thứ hai là các bạn nghĩ khi thành lập doanh nghiệp thì có những cái khó khăn mà các bạn không lường hết được. Tôi nói đơn cử như chúng tôi là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thì cùng một hành vi đó, nếu là hộ kinh doanh cá thể thì có khi chỉ phạt 500.000 thôi, nhưng cái hành vi đó mà lại là của doanh nghiệp thì có khi bị phạt 20 lần. Thế thì các bạn bảo cháu bị phạt mấy lần thì cháu sạt nghiệp thôi, cháu về làm hộ kinh doanh cá thể và xin giải tán doanh nghiệp. Thế còn những bạn khác thì bảo là cô ấy thế làm doanh nghiệp thì phải như thế nào, mình tư vấn là phải có thuê, là một là thuê cái toán làm thuế, hai là thuê bên đại lý người ta hỗ trợ cho mình. Nhưng xong thời gian các bạn cô ấy lằng nhằng quá, rồi thuế người ta đến người ta cứ hỏi nhiều thứ mà bọn cháu không biết cách nào trả lời, bởi vì chúng cháu đa phần là sinh viên ra trường, gia đình có cái nghề nhất định rồi thì muốn làm sao là nâng được cái tầm thương hiệu lên, nhưng thôi tình hình này thì cháu lại đi về hộ kinh doanh gia đình. Đấy, và thậm chí chúng bản thân chúng tôi cũng có trong quá trình làm việc cũng có những cái va chạm nhất định trong công việc với lại các cái cơ quan ban chức năng ấy, thì mọi người cũng có những ý kiến này, tức là thực ra cũng rất khó để bắt lỗi các cái hộ kinh doanh cá thể. Vì thường là các doanh nghiệp thì người ta có văn phòng, có trụ sở, có tài khoản, thì phạt người ta còn dễ hơn là phạt cái hộ kinh doanh cá thể. Thế thì dẫn đến là cái việc mà không quản lý được hết, mà hộ kinh doanh cá thể ta được lơi lỏng. Thậm chí tôi nói đơn giản hiện nay là kêu gọi là phải mỗi người phải có trách nhiệm trong cái việc nộp thuế. Đấy là trách nhiệm, là nghĩa vụ, đúng không ạ? Nhưng mà những người đấy ta có nộp mấy đâu, người ta rất là thích. Thậm chí người ta tôi là dở hơi khi mà nộp thuế nhiều, vì làm về nông nghiệp
mà một năm tới nộp, có năm cao điểm nộp tới 2 tỷ mấy thì là dở hơi. Vâng. Đấy thì thế tức là một vấn đề mấu chốt không chuyển đổi là đầu tiên là thuế này, xong sau đó đến là những cái các hành vi vi phạm. Tức là người ta bảo thường là bắt ông có tóc hơn là kiểu ông chọc đầu đúng không? Tức là thường là doanh nghiệp thì sẽ phải chịu nhiều những cái áp lực hơn đúng không ạ? Dạ vâng. Phải chứng minh là mình mua hàng ở đâu. Vâng. Tức là đầu ra thì mình thậm chí có một cái mà hơi khó cho doanh nghiệp như này này. Khi chúng tôi bán hàng cho những bếp ăn tập thể thì người ta không cần hóa đơn của mình. Người ta tôi chỉ cần cái giấy biết viết tay là được. Thì mình cố gắng là viết hóa đơn đỏ. Thì thậm chí tôi đã cùng là doanh nghiệp. Nhưng có những công ty gọi là doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn ấy, người ta nộp thuế trực tiếp đúng không ạ? Thì có 1,5%. Nhưng cùng mặt hàng đấy chúng tôi phải nộp 5%. Thế nhưng mà ngược lại người ta cũng logo khen chúng tôi. Nộp thuế nhiều hơn. Đến visa đấy thế nào? Góc độ của tôi thì cũng xin chia sẻ giống như chị có nói, thì thực sự là cái khó khăn khi mà các cái hộ kinh doanh người ta muốn chuyển đổi lên doanh nghiệp ấy, thì cái chính vấn đề đấy là họ cũng e ngại cái câu chuyện về làm các cái báo cáo về kế toán này, về thuế, về các cái thủ tục. Thế nhưng mà với những cái việc như thế thì hiện nay thì nhà nước cũng đã có những cái ban hành như là cái chế độ kế toán theo thông tư 132 cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Đấy, và rồi những cái các cái công ty phần mềm như bản thân Misa thì cũng có cung cấp những cái giải pháp như vậy, thì cũng có thể hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp, người ta có những cái công cụ như là cái hệ thống phần mềm nền tảng cho doanh nghiệp siêu nhỏ như Misa, Startbook của Misa thì có thể hỗ trợ được, hay công tác kê khai thuế thì cũng đều có thể giải quyết được. Thế nhưng mà tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng nó chính là ở bản chất và cái gốc rễ của vấn đề là hiện nay giữa hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp nó đang bị điều phối bởi các cái luật, các cái quy định nó khác nhau. Thế và chính vì họ đều là những cái đơn vị kinh doanh, đều là những cái đơn vị mà làm ra của cải cho xã hội, họ đúng ra họ đều phải được cái hỗ trợ như nhau và họ đều được cái đối xử một cách công bằng ở góc độ là họ sẽ phải có những cái trách nhiệm đóng thuế giống nhau, hay là những cái hành vi đối xử với họ thì cũng phải ngang nhau. Thì hiện nay mình đang có tách ra như vậy thì dẫn đến là cái việc mà các cái chủ hộ kinh doanh cá thể người ta sẽ có một cái sự lựa chọn rằng là đấy, như chị Hằng phân tích thì nên doanh nghiệp thì nó có những cái khó khăn như vậy, và họ thấy khó khăn thì họ cứ ở hộ kinh doanh cá thể, hộ kinh doanh là họ có thể thực hiện được. Thì tôi thì cũng có suy nghĩ về cái việc này và tôi nghĩ rằng nó vẫn thuộc về cái bản chất. Khi mà một đất nước mà muốn có cái sự phát triển thì chắc chắn là người ta cần phải có được cái nguồn thu, và nguồn thu đấy là từ thuế. Tức là bản chất ở đây là nhà nước cần thu thuế từ doanh nghiệp hay từ cá nhân, từ những người nào sinh sống và hoạt động ở trên đất nước này, thì người ta cần phải có cái nguồn thu đóng góp thuế như thế. Thế thì trách nhiệm của nhà nước làm sao mà hỗ trợ tạo các cái hành lang pháp lý cho từ hộ kinh doanh cá thể hay là các cái doanh nghiệp, họ đều phải có những cái trách nhiệm nghĩa vụ giống nhau là được. Thế nhưng nếu mà trước mắt thì tôi nghĩ đấy là cái bài toán lâu dài, bởi vì có đến 5,5 triệu hộ kinh doanh cá thể. Cho nên là cái câu chuyện mà để mà luật đưa ra mà giải quyết được từ doanh nghiệp lớn cho đến doanh nghiệp vừa cho đến doanh nghiệp siêu nhỏ, một cái luật nào đấy mà giải quyết được cả như thế thì quả thực là nó sẽ rất là khó khăn, và nó phải có một cái quá trình, một cái thời gian. Cho nên tôi nghĩ với cái mục tiêu trước mắt mà chính phủ đang đặt ra, mong muốn là có 1 triệu doanh nghiệp, đấy cũng là một trong những cái mục tiêu mà chính phủ muốn hướng đến những hộ kinh doanh cá thể. Người ta có năng lực thực sự, người ta có tiềm lực thực sự, và người ta cũng muốn được hoạt động trong một cái môi trường nó minh bạch, và cũng như là muốn là thúc đẩy cái doanh nghiệp đấy phát triển. Thì tôi cho rằng là cái mục tiêu đấy vẫn là một cái mục tiêu đúng. Chỉ có điều là cái cách thức như thế nào để chúng ta hướng đến hoặc khuyến khích những cái doanh nghiệp như thế nào để họ giúp. Và song song trong cái quá trình đấy thì chính phủ vẫn phải nghiên cứu để mà có những cái luật nó hỗ trợ cho cả hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp nó cùng chung trong một cái khung pháp lý nhất định nào đấy, để nó cùng thúc đẩy cái sự phát triển của các doanh nghiệp, bởi chính các doanh nghiệp là cái đơn vị mà tạo ra cái giá trị cho xã hội. Bản thân tôi nghĩ học về tài chính kế toán thì tôi thấy là như thế. Bản chất là doanh nghiệp sản xuất tạo ra giá trị xã hội, và từ cái giá trị xã hội đấy nó mới mang lại cái thu nhập cho doanh nghiệp, nó mang lại thu nhập cho người dân. Thế và từ đó thì nhà nước mới thu thuế được trên cái số đó. Cho nên nhà nước quan tâm đến cái việc là phát triển các cơ sở sản xuất kinh doanh, trong đó là kể cả là hộ kinh doanh cá thể hay doanh nghiệp đều có được cái sự quan tâm như nhau, và tạo những cái hành lang pháp lý, tạo những cái khung pháp lý, hay là những cái thủ tục hành chính, hay những cái chính sách chế độ, hay là kể cả có những cái công tác về tuyên truyền cho họ thì đều quan tâm đến. Vâng. Đấy là ý kiến của tôi. Vâng.
Vâng, tôi thấy rằng cái đề tài này tưởng là nói nhiều rồi không cần nói nữa, nhưng mà càng nói thì càng thấy nó thú vị, Vâng. bởi vì nó rất thiết thực. Tuy nhiên ý, thì những cái bàn luận vừa rồi chúng ta nếu mà chỉ xoay quanh cái câu hỏi rằng là chuyển đổi các cái hộ kinh doanh ví dụ như là 3 triệu rưỡi hay 5 triệu tùy cái số thống Vâng. kê hiện nay thành doanh nghiệp, để ngay lập tức chúng ta đạt được một cái mục tiêu về mặt chính trị là chúng ta sẽ có 1 triệu hay 2 triệu doanh nghiệp chẳng hạn ấy, thì tôi nghĩ là nhìn thế nó đơn giản quá, nó rất là dễ đúng không ạ? Nhà nước sẽ ra một cái lệnh hành chính cưỡng bức các cái hộ nào đó đến mở từ cái quy mô nào đó. Thực ra mà nói rằng là hộ không có nghĩa là nhỏ nhé, có những cái hộ kinh doanh rất lớn, lớn hơn nhiều so với các cái doanh nghiệp, Đúng. so với các cái công ty, thậm chí là như vậy. Thế nên rất dễ là nhà nước là dựa vào doanh thu có thể cưỡng bức là các cái hộ nào vượt quá một cái số lượng doanh thu nào đó hay là số lượng lao động nào đó để trở thành doanh nghiệp, thì cái đó là rất dễ. Chúng ta sẽ đạt được một cái chỉ tiêu gọi về mặt chính trị là có 1 triệu 2 triệu doanh nghiệp đúng không ạ? Nhưng cái đó giải quyết vấn đề gì? Thì và cái đó là nó hoàn toàn phiến diện. Tôi nghĩ rằng là thế này, chúng ta mới tiếp cận từ góc độ nhà nước thì có thể có một cái mục tiêu như vậy, có thể có một cái mục tiêu như vậy, nhưng cái tiếp cận đấy không toàn diện và nó cũng không đủ sâu sắc, hay người ta gọi là không căn cơ ở cái chỗ là mục tiêu về mặt chính sách ấy, trong quản lý vĩ mô ấy, thì phải là mục tiêu là tạo việc làm cái, chứ không phải là số lượng bao nhiêu doanh nghiệp. Bởi vì số lượng bao nhiêu doanh nghiệp ấy, thì cái đó là tùy cái sự lựa chọn trong các cái cấu trúc kinh tế ở trong một cái nền kinh tế, tùy lựa chọn của các cái chủ sở hữu là người ta đi theo mô hình này hay mô hình kia, nên không quan trọng, mà quan trọng là xã hội trong 1 năm tạo ra được bao nhiêu việc làm, thì cái đó mới giúp cho cải thiện cho đời sống người dân và tạo nên một cái sự tăng trưởng cho nền kinh tế. Thì thành ra rằng là nhưng đấy mới là cách tiếp cận. Tôi thì muốn có 2 cách tiếp cận khác nữa muốn bổ sung, là một cách tiếp cận như chị nói, là ví dụ là tôi là một luật sư tư vấn chẳng hạn, thì nếu mà có một cái người mà muốn khởi nghiệp mà đến hỏi tôi tư vấn là đi theo mô hình nào, hộ kinh doanh hay là doanh nghiệp ở đây tức là doanh nghiệp tư nhân hay là công ty, thì đầu tiên ấy thì tôi không có đưa một vấn đề nguyên lý gì ở đây cả và vấn đề luật pháp ở đây, mà vấn đề là cái nhân thân của người ta như thế nào và cái điều kiện và nhu cầu của người ta như thế nào. Chẳng hạn như là trong lĩnh vực nông nghiệp như chị nói, thì thực ra mà nói là cơ bản đấy, trên thế giới cũng vậy và Việt Nam cũng vậy đấy, các cái hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và phục vụ nông nghiệp ấy, thì về cơ bản là các cái hộ gia đình người ta làm là phù hợp nhất, bởi vì đấy nó gắn với nông dân, nó gắn với nông thôn, nó gắn với các cái sản phẩm hàng hóa mang tính chất nó gắn với cái điều kiện thiên nhiên tự nhiên, và thậm chí là các cái thị trường hay là các cái thị trường chủ yếu ở địa phương, nó khu trú ở địa phương, chứ chưa nói là những cái thị trường rộng lớn quốc gia hay quốc tế, ở đấy cái đó là đối với các cái doanh nghiệp lớn. Thế thì rõ ràng là tôi nói rằng đầu tiên có lẽ là hộ là sẽ là phù hợp đối với cái điều kiện của họ, nhưng mà ở thành phố chẳng hạn, và hơn nữa là hộ có nghĩa là nó gắn với gia đình, nó gắn với các cái điều kiện về văn hóa trong kinh doanh nữa kia, và những cái quan hệ gọi là giữa chủ và lao động nó không phân biệt, nó không phân tách. Thế nhưng mà nếu mà chị ở thành phố, chỉ 2 người thành lập một cái doanh nghiệp trong lĩnh vực là công nghệ thông tin chẳng hạn, thì chắc chắn là nên là công ty hay là doanh nghiệp tư nhân, mà thường là công ty luôn, chứ không cần không phải là hộ, không thể là hộ được. Thế như vậy nó tùy cái lĩnh vực. Thế như vậy là tôi nghĩ là tiếp cận từ góc độ là cái người khởi nghiệp ấy, thì rõ ràng là người ta cần phải có một cái hành lang pháp lý để lựa chọn hình thức này hình thức khác phụ thuộc vào chính họ với nhu cầu của họ. Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là họ chôn chân mãi ở cái hộ mà họ có thể phát triển sau này, nhưng mà khởi nghiệp phải là như thế, khởi nghiệp là như thế. Thế thì bây giờ có câu chuyện đặt ra là thế này, người ta cái hộ gia đình ấy người ta phát triển và kinh doanh, thậm chí là đã cả xuất khẩu ra nước ngoài những cái mặt hàng liên quan đến thủ công chẳng hạn đấy, những mặt hàng thủ công nhất là đồ gỗ chẳng hạn hay là giày dép chẳng hạn, hay là họ tham gia vào những cái chuỗi, thậm chí là những cái chuỗi cung ứng toàn cầu, nhưng mà họ vẫn muốn duy trì cái mô hình là hộ gia đình chứ không phải là doanh nghiệp. Thế thì câu hỏi là tại sao, như chị nói, chị đã giải thích rồi, chị Hằng giải thích rồi, thì đấy là những vấn đề người ta nói rằng là đây là tôi muốn trốn tránh cái sự kiểm soát của nhà nước, vấn đề thu thuế hay các nghĩa vụ đối với người lao động chẳng hạn, hay là vấn đề thanh tra kiểm tra chẳng hạn, thì cái đấy là chúng ta nói thế là nhìn ở góc độ tiêu cực. Nhưng có một cái vấn đề về nguyên lý ở đây mà chúng ta biết rằng về mặt kinh tế thì từ cái thời Adam Smith ấy, đã nói rằng là điều mấu chốt nhất trong kinh tế thị trường là làm sao giảm được tất cả các giá thành, các cái chi phí. Thế thì thực ra mà nói rằng đối với cái người chủ doanh nghiệp ấy, dù là hộ gia đình hay là công ty đấy, thì quan trọng là phải giá thành đúng không ạ, và chi phí. Thế thì nếu là hộ gia đình mà cái chi phí nó giảm hơn thì chắc chắn là đấy là quy luật kinh tế rồi, đấy là quy luật thị trường rồi, họ phải chọn cái lĩnh vực hộ đúng không ạ. Thế còn lại thì tôi nghĩ rằng là thế này, thế nên đấy là một cái góc nhìn khác nữa rất quan trọng, đó là góc nhìn của cái người tiêu dùng.
từ người tiêu dùng rất quan trọng. Như vậy chúng ta có ba cái góc nhìn của nhà nước, góc nhìn của các cái chủ doanh nghiệp là những người khởi nghiệp và những người mà bỏ vốn đầu tư kinh doanh, và góc nhìn của người tiêu dùng. Người tiêu dùng là khách hàng. Thế thì người tiêu dùng ấy thì họ lựa chọn thế nào và họ được bảo vệ thế nào tốt nhất trong điều kiện rằng là họ đã tương tác, họ mua hàng của một hộ gia đình hay họ mua hàng của một doanh nghiệp. Thì thực ra ở đây không có sự khác biệt. Có chăng sự khác biệt ở đây là có thể cái sự quản lý nhà nước về cái lĩnh vực này nó hơi lỏng lẻo. Thì nó dẫn đến ở địa phương này thì khác, địa phương kia khác, và mặt hàng này thì khác, mặt hàng khác thôi. Nhưng mà thực ra mà nói đấy, tôi là luật sư đấy, thì tôi phân tích với những người tiêu dùng là thế này này. Nếu tôi tương tác với một doanh nghiệp, tôi không biết ai là chủ, ai là người chịu trách nhiệm. Kể cả những cái tập đoàn rất lớn và người ta rất là cảm thấy mông lung khi mà người ta cần đem một cái vụ việc ra tranh chấp, nó là tranh chấp để khởi kiện ra tòa chẳng hạn. Không biết kiện ai trong một cái tập đoàn công ty rất lớn và ai là người chịu cuối cùng. Thế nhưng nếu mà tôi tương tác với một cái hộ gia đình ấy, không cần có hợp đồng, không cần gì cả, nhưng ông chủ hộ ấy, ông cam kết một câu thôi, thì đấy là vàng, đấy là được bảo đảm bằng vàng. Thì tôi rất chắc chắn. Thế như vậy là cái người, từ cái góc độ là người bảo vệ người tiêu dùng ấy, cái quyền của người tiêu dùng ấy, tôi nghĩ không có sự phân biệt. Thế như vậy ở đây ấy, thì tôi nghĩ rằng là thế này, như vậy chúng ta phải chọn ra một cái sự dung hòa, và cái quan trọng nhất là đem lại cái quyền tự do, tự quyết, tự chủ cho những các cái nhà đầu tư và các cái nhà kinh doanh khởi nghiệp. Đúng như ông Lập nói là chủ đề này thì nó cũng không mới, chúng ta đã bàn rất là nhiều rồi, nhưng tại sao cái năm 2020 này chúng ta muốn tập trung? Bởi vì thứ nhất là cái câu chuyện là 1 triệu doanh nghiệp đến của năm 2020 này chúng ta đang hướng tới, thì một trong những cái cách thức như vậy thì là chuyển đổi những hộ kinh doanh mà cũng gần như là xem mô hình doanh nghiệp lên thành doanh nghiệp thì nó cũng sẽ hợp lý hơn, và cũng khả năng đổ bể nó cũng khó hơn, bởi vì có những hộ kinh doanh họ làm rất lâu rồi và bây giờ chỉ có chuyển đổi thôi. Câu chuyện thứ hai đó là cái việc đưa cái hộ này vào luật doanh nghiệp sửa đổi ạ, thì cũng là đang gây rất nhiều tranh cãi. Đấy lý do tại sao mà chúng ta phải bàn lại, phải sới sáo lại để mà có những cái ý kiến đóng góp tư vấn về chính sách. Thế thì ngày hôm nay tôi thấy đến 6 số rồi, tôi thấy là vẫn còn có rất nhiều ý kiến hoàn toàn khác nhau. Đến 6 số phải đến 60 ý kiến. Riêng cái câu chuyện là thuế nó khác nhau như thế nào, rồi đến những cái vấn đề là về chính sách, sổ sách, giấy tờ, kế toán, tuần trước cũng đã nói rất là nhiều. Thì ngày hôm nay bà Thúy lại có ý kiến cho rằng là nó cũng không có gì khó khăn giữa hộ và doanh nghiệp đúng không ạ? Bởi vì nó đã có sự phân tách ra rồi. Vâng, thì hôm nay bà Thúy có thể cung cấp thêm thông tin về cái vấn đề đấy ạ. Ví dụ theo như tôi thấy số trước là nói là các hộ chỉ cần 6 loại sổ sách, nhưng mà đến doanh nghiệp thì hơn 26 hay 7 loại sổ sách gì đó. Vâng, thì chính vì cái khó khăn rào cản ở vấn đề về sổ sách kế toán nên là Bộ Tài chính đã ban hành cái thông tư 132 để dành cho các doanh nghiệp siêu nhỏ. Nhưng cái chính là đấy, là cái thông tư đấy nó cũng chưa đi được vào trong cuộc sống. Bởi vì bản chất là như mọi người đang tranh luận ở góc độ là bản thân hộ kinh doanh cá thể họ chưa muốn lên doanh nghiệp. Thế thì mình ở đây thì như anh Lập có nói về góc độ nhà nước và cũng như là góc độ của doanh nghiệp và góc độ của người tiêu dùng, thì cũng phải thấy rất rõ là nhà nước muốn có kiểm soát được thì rõ ràng là muốn phải chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể lên. Bởi vì bây giờ người ta chưa, đối với hộ kinh doanh cá thể hiện nay là họ rất khó kiểm soát. Những doanh nghiệp mà có mã số thuế 2,5 triệu doanh nghiệp có mã số thuế thì họ kiểm soát được, nhưng mà hơn 3,5 triệu doanh nghiệp mà có mã số thuế thì họ kiểm soát được, nhưng mà 2 triệu doanh nghiệp hộ kinh doanh lẻ người ta không có mã số thuế, không kiểm soát được ấy, thì rõ ràng số trước là có hơn 1,5 triệu hộ là có mã số thuế theo cái thông tin mà trên của cái chỗ Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam có cung cấp ấy, thì tức là ý tôi nói rằng là đối với cái doanh nghiệp mà có mã số thuế thì họ vẫn có thể kiểm soát và yêu cầu nộp thuế được, nhưng mà rất nhiều doanh nghiệp hộ kinh doanh nhỏ lẻ người ta không có. Cho nên đối với góc độ về nhà nước thì người ta muốn, đấy là mong muốn là chuyển lên để người ta vẫn kiểm soát được trong cái kiểm soát về thuế, đóng góp về thu về thuế. Và còn phía về doanh nghiệp thì như anh Lập có nói là phải tôn trọng doanh nghiệp. Nếu như doanh nghiệp nào, chủ doanh nghiệp mà chủ hộ kinh doanh cá thể nào họ thấy rằng là cái việc mà phát triển lên doanh nghiệp nó có nhiều thuận lợi hơn cho họ thì họ sẽ chuyển sang. Thì chính vì thế mà cái chính ở chúng ta hay là nhà nước hay là mọi các cái đơn vị cơ quan mà muốn hỗ trợ cho doanh nghiệp mà chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể lên phải cho các cái hộ kinh doanh cá thể thấy được là những cái thuận lợi cho họ. Trong cái quá trình từ cái việc làm các cái thủ tục cho đến ví dụ như là tuyên truyền những cái việc là đấy đã ban hành thông tư chế độ kế toán rồi, cũng có các cái đơn vị nhà cung cấp như MISA đã cung cấp các cái phần mềm đấy rồi, bản thân MISA cũng đang rất là nỗ lực để cung cấp
gọi là truyền thông cho những cái giải pháp mà rất là tiện ích luôn. Họ không hề phải thuê kế toán riêng mà họ có thể thuê các cái dịch vụ, các cái đơn vị làm đại lý thuế hay các cái doanh nghiệp làm dịch vụ kế toán. Họ vẫn có thể có các cái hệ thống báo cáo. Nhưng mà gần như là nhiều hộ kinh doanh cá thể họ cũng chưa biết được cái điều đấy. Thì chính vì chưa biết điều đấy nên họ cũng lo ngại trong cái vấn đề. Họ lo ngại họ phải tốn tiền để thuê kế toán rồi họ phải làm báo cáo vân vân, nhưng mà thực sự bây giờ công nghệ thông tin thì từ cái hệ thống báo cáo kế toán cho đến hệ thống thuế cũng hóa đơn điện tử cũng đã yêu cầu rồi, đến ngay như chữ ký số, bản thân Visa đã cung cấp cả ba cái giải pháp rất là một cái hệ sinh thái cho doanh nghiệp. Họ có thể sử dụng một cách online rồi hoàn toàn là rất là thuận tiện. Thế nhưng mà câu chuyện là bản thân như Visa cũng đang phải nỗ lực cùng với lại các hiệp hội là phải đi tuyên truyền cái việc đấy để cho các cái hộ kinh doanh cá thể người ta hiểu được những cái bài toán đấy, là đã có những đơn vị nhà cung cấp người ta có thể cung cấp thì nó rất là thuận tiện hơn. Thế còn họ ngại nếu như cái bài toán ấy được giải quyết nhưng chưa chắc đã thuyết phục được họ lên. Bởi vì nó còn nhiều cái hành lang pháp lý, nó còn rất là nhiều thứ khác nữa. Thì cái câu chuyện đấy là chính phủ phải quan tâm để mà có thể giải quyết được thì mới khuyến khích họ lên được. Thế còn bản thân nhà nước thấy rằng cần phải có các cái doanh nghiệp vẫn là yếu tố cốt lõi của một đất nước để mà doanh nghiệp tạo ra giá trị cho đất nước và đóng góp cái nguồn thu cho đất nước. Thế còn bản thân doanh nghiệp người ta cũng phải xác định được là khi người ta phát triển lên, muốn phát triển lên lớn mạnh thì họ không thể kinh doanh giống như các cái hộ kinh doanh gia đình được. Họ phải tự vươn lên và họ phải tự độc lập và họ phải có những cái cơ chế hoạt động một cách minh bạch rõ ràng. Thì tôi nghĩ rằng những cái doanh nghiệp, những cái hộ kinh doanh cá thể mà người ta nghĩ được cái điều như vậy thì chắc chắn là người ta cũng sẽ thành lập các cái doanh nghiệp để người ta phát triển hơn. Mục đích là để cho họ, chính họ phát triển hơn. Nhưng về góc độ mà chị và Thúy vừa nói thì tôi thấy hoàn toàn đúng. Mà thực ra tại sao chúng tôi cái câu chuyện mà tư vấn cho những bạn trẻ, vì thường thường các bạn bao giờ gia đình có cái nghề nhất định rồi. Ví dụ như nghề sản xuất thủy sản, hải sản, thành ra các cái món đấy. Nhưng các bạn cũng thấy một điều là nếu mà không lên doanh nghiệp ấy thì cái mức độ ảnh hưởng nó cũng kém hơn. Ví dụ bây giờ các bạn đưa vào siêu thị thì bây giờ ta ưu tiên doanh nghiệp, bởi vì tại sao? Vì cái trách nhiệm vật chất. Không, xin lỗi là thường hộ kinh doanh cá thể các bạn cứ để ý không? Họ chỉ để cái vốn điều lệ có 5 triệu đồng. Đúng không ạ? Thành ra cái trách nhiệm vật chất nếu chẳng may xảy ra ngộ độc, nói về đặc thù ngành thôi đấy, thì ai là người chịu trách nhiệm đấy? Nhưng mà nếu lên doanh nghiệp thì đương nhiên là chịu trách nhiệm hơn. Phải có tài khoản và lơ mơ bị phong tỏa tài khoản và ABC rất nhiều thứ. Đấy thì các bạn cũng mong muốn làm sao để cái sản phẩm của bạn làm tốt rồi thì được nhiều người biết đến hơn và phát triển rộng hơn. Thế thì nên chăng, chúng tôi vẫn đùa với nhau, có những doanh nghiệp tôi làm rất tốt, đời ông, đời cha, đời con muốn bứt phá lên. Thế các bạn vì có những câu hỏi tôi mới bảo tư vấn như thế. Thế nhưng các bạn gặp những cái trở ngại, các bạn lại giảm mất ý chí, lại muốn quay trở lại. Thì bây giờ mình có cách nào không? Thì mình bàn nhau, vì bây giờ nhà nước cũng muốn là chống thất thu thuế, đúng không ạ? Thế vậy thì làm cách nào mà chống thất thu thuế? Tôi đơn giản như vậy. Bây giờ là tôi có một người bạn làm về cái đồ gỗ, người ta bán một bộ bàn ghế có thể tới 200-300 triệu. Nhưng mà mọi người ở đây hình như có ít người hỏi là tôi mua bộ bàn ghế văng người gia đình có ai đòi hỏi hóa đơn đâu. Nhưng nếu mà vào siêu thị, đúng không, thì đương nhiên là phải nộp thuế ít nhất là 10%. Thì nhà nước được nguồn thu. Thế nhưng mà nếu mà có đòi doanh nghiệp ấy, đòi của cái hộ gia đình ấy, thì người ta bảo câu là nếu chị lấy hóa đơn thì chị phải nộp cho em thêm từng này, đúng không ạ? Thế thì đương nhiên người mua về là thôi mình cũng tiết kiệm được, mua bộ 200 triệu thì nếu phải nộp là cả thuế thu nhập của cái hộ đấy ra vào nó rơi vào tầm khoảng 30 triệu, đúng không ạ? Thôi mua 200 rẻ hơn 230 nhỉ. Đấy, nó cũng dẫn đến một nguồn thất thu lớn. Thì dẫn đến là cái giá, giống như anh nói là ai cũng phải chọn cái giá thấp nhất. Đây là một cái cách lách và trốn thuế. Thì bây giờ mình làm thế nào để mọi người cùng cảm thấy là nộp thuế là một trách nhiệm rồi và một cái vinh dự. Thì có ai khen được ai nộp thuế nhiều ít đâu nhỉ? Như chưa ai khen. Như bọn tôi đùa nhau là mình vốn điều lệ thì có 3 tỷ nộp thuế 2 tỷ, người ta không khen. Đấy. Nhưng mà nếu mà trốn một số doanh nghiệp cũng cùng ngành nghề như tôi, người ta bảo bà dở hơi. Tôi nộp doanh thu xem thì tôi nộp tháng có 100 triệu, một năm có vài trăm triệu. Thế là tự nhiên dư ra một khoản. Mà đứng trước cơ quan chức năng thì vẫn thấy vinh dự, có nộp thuế rồi. Bây giờ có cách nào? Ví dụ như là
luật sư. Đúng không ạ? Để làm sao cho người ta nộp thuế, người ta tự nguyện và cảm thấy vinh dự. Và thứ hai, những người ta cũng mong muốn lên doanh nghiệp thì ta tháo gỡ khó khăn đó. Vì các bạn trẻ, tôi được biết các bạn trẻ bây giờ rất rất muốn làm doanh nghiệp khởi nghiệp, bởi vì được hỗ trợ rất nhiều. Thứ nhất là được các nhà đầu tư, người ta quan tâm hơn, cái ý tưởng các bạn ấy tốt hơn thì có thể phát triển hơn. Tức không phải chỉ loanh quanh ở trong cái khu vực Hà Nội hay là một số tỉnh nữa mà các bạn muốn xa hơn. Đấy, và như chúng tôi bây giờ muốn tham gia các cái thị trường nước ngoài, chúng tôi là doanh nghiệp, chúng tôi sẽ được ưu tiên hơn. Đấy là một cách mà chúng tôi cảm thấy là thôi mình có trách nhiệm nộp thuế, có trách nhiệm với người lao động, có nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, mình có một trách nhiệm nhất định và mình có cảm thấy cái vinh dự và cũng được quan tâm hơn. Thế thì làm sao để cho cái hộ kinh doanh cá thể, ví dụ như người ta ba đời rồi, người ta có thể đến đời thứ tư người ta phải lên. Đấy, thì cái cách đấy thì là chắc trông về về những nhà làm luật. Vâng, tôi thì tôi nghĩ thế này này. Thực ra thì nếu mà để phân tích là cái mặt lợi mặt hại, thế rồi thì các ưu thế rồi các cái bất lợi của các cái mô hình này mô hình kia ấy, thì chúng ta sẽ nói được rất nhiều. Nhưng mà ở đây chúng ta cứ xoáy là tại sao hay lý do nào là nó gọi là chính đáng để có thể về một cái phương diện hành chính ấy, là cưỡng bức các cái hộ đăng ký thành doanh nghiệp. Ví dụ bằng một cách là chúng ta sẽ sửa đổi luật doanh nghiệp để trong đó thì ta xóa cái hình thức gọi là hộ gia đình đi, mà chỉ còn doanh nghiệp thôi. Tức là muốn kinh doanh là chỉ có con đường doanh nghiệp thôi. Thì cái lý do đó có thỏa đáng hay không ấy, thì tôi cho rằng là nếu mà cái động cơ đó vì nhà đầu tư, vì nhà doanh nghiệp, vì người tiêu dùng thì bao giờ cũng chính đáng. Nhưng nếu cái động cơ đó mà chỉ để phục vụ quản lý nhà nước tốt hơn, theo cái nghĩa là thu được thuế tốt nhiều hơn, thanh tra kiểm tra tốt hơn ấy, thì tôi cho rằng là trong điều kiện kinh tế thị trường cái lý do này không bao giờ thỏa đáng cả. Bởi vì nhà nước có muôn vàn cách để khắc phục các cái khó khăn của mình, để làm sao mình vẫn kiểm soát được mà vẫn không làm mất đi cái tự do kinh doanh và vẫn tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển. Thế thì ở đây ý, thì cái vấn đề rất nhạy cảm là vấn đề thuế và vấn đề kế toán. Vấn đề kế toán thì chị là chuyên gia kế toán rồi, chị biết rằng là có thể nó là vấn đề thủ tục thôi và vấn đề công nghệ thôi thì có thể giải quyết được, đúng không ạ? Nó không thành vấn đề lớn nữa trong tương lai đối với các cái hộ. Thế nhưng mà vấn đề thuế thì cái thuế không chỉ là vấn đề nhà nước thất thu, mà rõ ràng nếu anh kinh doanh lớn mà anh nộp thuế ít ý, thì đấy chính là cạnh tranh không lành mạnh, không bình đẳng với các cái chủ thể khác, phải nói là như vậy. Thì cái đấy là chúng ta cần phải mổ xẻ và phải đi đến cùng vấn đề này. Thì thực ra mà nói về vấn đề thu thuế thì tôi cho rằng là thế này, nếu từ góc độ quản lý nhà nước, từ là cơ quan thuế đấy, nó phải là nghệ thuật kia, chứ không chỉ là những biện pháp hành chính đơn giản. Bởi vì biện pháp hành chính vẫn thế nào chăng nữa thì vẫn là do con người thực hiện, mà khi con người mà thực hiện mà không có cái yếu tố tự giác cả hai phía ấy mà, thì họ vô hiệu hóa tất cả các cái quy trình thủ tục pháp luật rất là dễ, phải nói thật như vậy. Nên tôi nói là phải nghệ thuật. Tôi nói ví dụ thế này, một cái nước mà nền kinh tế phát triển và văn minh như Cộng hòa Liên bang Đức chẳng hạn, thì các cái hộ cái gia đình họ kinh doanh nhỏ đấy, chủ yếu là người Việt đấy và người nước ngoài đấy, họ chỉ có một cái quán ăn, hai vợ chồng làm với một đứa con làm thôi, rất nhỏ, chả là doanh nghiệp lớn gì cả. Đương nhiên là vẫn phải khai thuế và nộp thuế thông qua các cái công cụ về IT này, thì họ làm cái đó rất đơn giản, không có chi phí gì nhiều, nhưng phần lớn là người ta trốn thuế. Thế thì 5 năm, 10 năm anh cứ kinh doanh đi, cơ quan thuế họ để mặc anh kinh doanh, không sao cả. Và dùng cái tiền trốn thuế đó, anh mua xe, rồi anh tậu nhà, rồi anh làm đủ thứ cả, họ biết hết, họ không làm gì cả. Nhưng một ngày đẹp trời nào đó họ vẫn theo dõi và họ có bằng chứng là anh đã trốn thuế. Và khi anh đã trốn thuế rồi thì cả 10 năm kinh doanh của anh, tất cả cái gì anh khai là không trung thực. Và cơ quan thuế có quyền áp đặt một con số anh phải nộp để truy thu toàn bộ cái số thuế đấy, và lập tức anh phá sản. Và khi anh đã phá sản rồi thì muôn vàn các cái khó khăn, các cái hậu quả pháp lý, hậu quả tài chính, hậu quả này, hậu quả khác về xã hội đối với anh xảy ra. Thì như vậy là cái lưỡi gươm mới bao giờ cũng treo lơ lửng ở trên đầu. Và với cách như vậy đấy thì phải nói rằng là anh sợ luôn, và không bao giờ anh trở thành một con người hạnh phúc do anh kiếm tiền được cả. Anh phải chui lủi, và đấy là anh lựa chọn đi. Thì cuối cùng là quả bóng vẫn là trong chân anh, và anh sẽ lựa chọn, và người ta sẽ ứng xử như vậy. Chứ không cần phải là có 5 triệu hộ thì bây giờ phải tăng biên chế của cái ngành thuế lên gấp 3 lần, gấp 5 lần để đi thu thuế. Không làm điều đó. Tôi nghĩ là vẫn có giải pháp khác, chứ không phải cái giải pháp là cưỡng bức là hộ gia đình lên doanh nghiệp, hay là
xóa bỏ các cái nghị định quy định về vấn đề hộ gia đình để chỉ còn một hành lang pháp lý duy nhất là cái luật doanh nghiệp điều chỉnh một số loại hình. Chúng ta còn định bổ sung hộ kinh doanh vào trong luật đấy. Đấy cũng là một giải pháp. Thì tôi nghĩ rằng là như vậy, nhưng mà dù sao thế nữa chúng ta phải hiểu là bản chất của các cái doanh nghiệp hộ gia đình hay là doanh nghiệp cũng là doanh nghiệp. Bản chất của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ và bản chất của cái kinh doanh theo kiểu gia đình, theo kiểu làng xã, theo kiểu địa phương và các cái hàng truyền thống ấy, nó rất khác về mặt khách quan mà nói. Theo nguyên lý thị trường hay là cả nguyên lý về mặt kỹ thuật thì nó rất khác, về mặt văn hóa nó rất khác. Thế thành ra là nếu đưa tất cả vào trong một cái bộ luật cũng được, nhưng mà nó sẽ mất cái tính logic nội tại của cái luật đó đấy. Thì nó sẽ đẻ ra một số các cái vấn đề khác về pháp lý. Đấy là vấn đề. Tôi thấy là qua cái ý kiến của anh Lập với chị Hằng thì tôi cũng có cái suy nghĩ trước và ngày càng khẳng định hơn về cái vấn đề là rõ ràng chúng ta thấy được cái bài toán nó không phải là ép buộc các cái hộ kinh doanh có thể chuyển lên doanh nghiệp bằng ví dụ đưa ra luật hay là lại đưa một cái luật để bao trùm cái điều phối cho cả hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp, bởi vì cái điều đấy nó rất là khó, rất là khó. Mà bản chất ở đây là nhà nước muốn là đã sản xuất kinh doanh ở trên địa bàn Việt Nam này, anh phải có nghĩa vụ và trách nhiệm đóng thuế. Từ cá nhân cho đến các cái doanh nghiệp đều phải có trách nhiệm đóng thuế. Vậy thì nhà nước phải có những cái chính sách về mặt thuế đảm bảo cái sự công bằng đấy. Từ đấy ví dụ như là hiện nay thuế thì nó có cái loại thuế đấy, bên hộ cá thể thì cho thuế khoán một cái tỷ lệ đấy, hay bên doanh nghiệp thì có cái thuế thu nhập doanh nghiệp, và thuế thu nhập doanh nghiệp lại còn phụ thuộc vào chi phí của các cái doanh nghiệp. Cho nên cái câu chuyện mà để thu được chính xác về cái thuế đấy thì nó lại còn đang phụ thuộc vào chính bản thân người doanh nghiệp, người ta kê khai như thế nào, người ta hạch toán như thế nào. Cho nên nếu mà có một cái phương cách thì đấy là trong cái suy nghĩ của tôi, thì có thể đưa ra cái chính sách thu thuế trên cái doanh thu. Tức là trên cái doanh thu, nhưng mà cái doanh thu này nó cũng phải đi theo quy mô, đi theo loại hình. Tức là một cái tỷ lệ, mình không phải ấn định ra một cái tỷ lệ trên doanh thu. Có nghĩa là họ cứ bán được hàng thì họ phải đóng thuế. Nhưng mà mình các cái nhà chính sách về thuế, người ta phải phân tích được là với cái loại hình lĩnh vực này, với cái hoạt động của doanh nghiệp quy mô như thế này, thì cái tỷ lệ như thế nào cho nó phù hợp. Đấy. Từ đó người ta đưa ra được một cái chính sách về doanh thu. Thì cái thứ nhất đấy là liên quan đến vấn đề về thuế, về doanh thu thì nó sẽ rất là dễ dàng. Và câu chuyện thứ hai, thuế doanh thu nó đi kèm với câu chuyện là cái nghị định 119 ban hành, nên là dùng hóa đơn điện tử bắt buộc anh phải kê khai. Anh đã bán hàng là anh phải kê khai thuế và làm hóa đơn về online, cơ quan thuế người ta quản lý được cái việc đấy. Thì hộ kinh doanh cá thể hay doanh nghiệp đều phải kê khai, đều phải ứng dụng cái hóa đơn điện tử đấy thì mới có thể kiểm soát được về vấn đề về doanh thu. Đấy, cái thứ ba nữa là cái công tác về cái kê khai đấy rồi đấy, thì kèm theo đấy là cái chế tài như anh Lập nói. Tức là bản thân là luật là phải nghiêm, phải có cái chế tài. Và doanh nghiệp, người ta có những doanh nghiệp đấy như chị nói là ý thức để mà tự nộp thuế, đóng nộp thuế. Bản thân Misa cũng có ý thức tự đóng nộp thuế rất là cao, mà hàng năm có khi mấy chục tỷ, gần trăm tỷ về tiền về tiền thuế. Thế nhưng mà rõ ràng là không đảm bảo được cái sự công bằng với rất nhiều các cái doanh nghiệp khác. Thế thì nhà nước phải có những cái chính sách, phải có những cái cơ chế và phải có những cái điều khoản để mà nếu như có những cái đơn vị, những cái doanh nghiệp mà người ta vi phạm thì phải có những cái xử lý nghiêm minh. Đấy, và một trong những cái điều nữa mà nếu như trong trường hợp mà có hóa đơn điện tử thì nó phải đi kèm, như là nhà nước, chính phủ đang khuyến khích đấy là thanh toán không dùng tiền mặt. Thì tôi nghĩ đấy cũng là một trong những cái biện pháp để minh bạch đấy, bạch hơn thì nó rất là rõ ràng, tức là đảm bảo cái sự công bằng. Tôi cho rằng là rất nhiều hộ kinh doanh cá thể hay doanh nghiệp làm ăn chân chính thì họ đều sẵn sàng là đóng thuế để đóng góp vào cái sự phát triển của nhà nước, bởi vì nhà nước muốn tồn tại và phát triển thì phải có thuế. Thuế để mà lo cho người trẻ, lo cho người già, thuế để mà bảo vệ cho những đơn vị để bảo vệ hòa bình rồi an ninh xã hội, rất là nhiều thứ. Thì rõ ràng là mình đã là công dân Việt Nam, mình đã là doanh nghiệp sản xuất ở tại Việt Nam, mình phải có trách nhiệm và nghĩa vụ đóng thuế. Họ vẫn sẵn sàng như vậy, rất nhiều người sẵn sàng như vậy. Nhưng mà câu chuyện là chính sách nó không minh bạch rõ ràng thì rõ ràng là các chủ doanh nghiệp người ta sẽ nhìn và người ta làm minh bạch rồi, người ta làm tốt rồi, nhưng cuối cùng người ta thấy thế kia thì người ta lại quay lại giống như chị nói. Thì tôi nghĩ là góc độ phân tích đến cái thời điểm như ba anh em đã trao đổi thì tôi cho rằng cái giải pháp mà chính phủ nên quan tâm nhiều hơn đấy là tập trung vào vấn đề xây dựng về chính sách thuế. Đấy là vấn đề liên quan đến các cái thủ tục làm sao mà giảm bớt các cái chi phí về thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, để người ta tiết kiệm được chi phí. Người ta vẫn phải nộp thuế như thế nhưng người ta tiết kiệm được chi phí thì có nghĩa là cái lợi nhuận người ta vẫn có thể cao hơn và người ta mang lại cái đời sống cho
cho bản thân cán bộ nhân viên tốt hơn. Thế và bên cạnh đấy, đấy thì đấy, những doanh nghiệp như MISA là cung cấp các cái công cụ đấy, như khuyến khích các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh cá thể, ngay như là các cái cửa hàng thời trang hay là các cái quán cà phê hiện nay chẳng hạn, là họ vẫn có thể đưa vào trong cái quá trình người ta sử dụng để cho bản thân các cái chủ doanh nghiệp đấy, chủ hộ kinh doanh cá thể, người ta có thể kiểm soát để cho họ hoạt động hiệu quả hơn. Và khi họ hoạt động hiệu quả rồi thì cái trách nhiệm và nghĩa vụ họ đóng thuế thì tôi nghĩ họ không ngại. Đấy, nên là nhà nước tạo những cái hành lang pháp lý như thế, những cái chính sách như vậy thì nó sẽ tốt đó. Bà nghĩ sao? Tôi có thêm ý kiến này, bởi vì thêm trên ý kiến của anh Lập và chị Thúy vừa nói, tôi nghĩ rằng đã đến lúc mà chúng ta là nên chia theo ngành hàng cụ thể. Ví dụ như bà bán phở, bà bán cháo thì không thể lên đúng. Doanh nghiệp được. Vâng, đúng không? Thì mình để họ hộ. Nhưng mà là bán phở. Thì đấy, thì lên họ để họ hộ. Nhưng nếu mà một chuỗi nhà hàng như phở 24 thì đương nhiên phải doanh nghiệp, đúng không ạ? Thế và nữa là gì? Ví dụ như vừa rồi là tôi vừa đi, tôi công nhân vì công việc thì chạy qua cái làng Phú Xuyên ấy. Thì rất nhiều hộ gia đình nhưng mà rất là giàu. Ở đấy rất nhiều doanh nghiệp làng nghề, làm dệt may, giày da và rất nhiều cái nghề khác, đúng không ạ? Đúng thế. Đấy là, có lẽ ở Hà Nội thì đấy là cái huyện rất nhiều làng nghề. Thế nhưng mà nếu mà thì tính sang Bắc Ninh, sang Đồng Kỵ chẳng hạn, các cái hộ gia đình ấy. Mình nói ở Hà Nội trước đã, thôi mình chưa đi ra tỉnh ngoài. Thế thì bây giờ mới câu chuyện trở lại là gì? Cái doanh thu họ là bao nhiêu chắc nhiều người biết. Nhưng cái thuế là bao nhiêu thì chắc cũng nhiều người biết. Bởi vì họ nộp khoán, có thể doanh thu một năm họ tới cả vài trăm tỷ đấy. Các chị, anh chị công nhận không? Đấy, vì họ làm gia công, giày da, các loại thương hiệu. Nhưng vẫn là họ đứng ở hộ gia đình. Thì tôi nghĩ rằng nếu thế thì đã lúc chúng ta phải sòng phẳng là gì? Ví dụ, thôi bà để bán cháo, bán phở thì thôi hộ gia đình là đương nhiên. Nhưng nếu anh đã làm một ngành nghề mà liên quan đến công nghiệp phụ trợ, có sự hỗ trợ của các công nghệ thì không thể hộ gia đình được. Phải là doanh nghiệp thì mình lựa chọn. Thì sắp xếp như thế tôi nghĩ là ổn hơn. Thì vừa khuyến khích họ, vừa đưa họ vào, vừa hỗ trợ cho họ một số. Thì chúng ta cũng đang khuyến khích cái nhóm đấy đấy, những đấy, nhóm mà đủ điều phân kiện loại. Và vâng, hoàn toàn phù hợp với lên doanh nghiệp, nhưng vấn đề họ vẫn không muốn lên. Không, nghĩ rằng là lúc mà chúng ta song song với lại vận động thì cũng phải có những cái chính sách rõ ràng, thì tôi nghĩ rằng là họ muốn lên. Vì thực ra tâm tư bọn tôi là bên là ngoài là hiệp hội doanh nghiệp Hà Nội thì lại còn hiệp hội nữ doanh nghiệp nữa. Thành ra cũng có nhiều cái tâm tư nguyện vọng, mọi người cũng mà chỉ mong làm sao mà nó dễ. Ví dụ như là thôi hôm nay em làm từng này, nếu mà gia đình em thì em cộng cộng trừ trừ em lấy ra được số lãi luôn. Nhưng nếu doanh nghiệp thì làm sao kế toán nó nhanh nhất, hỏi em ít thôi, bảo em khoán, ví dụ như giao cho em khoán là một tháng em nộp ví dụ như là 50 triệu, 100 triệu thì em cố gắng. Thì đấy cũng là cái mức giống như anh vừa nói là áp cho, bởi vì thực ra tôi cũng ra nước ngoài, tôi cũng biết hỏi cậu em, nó bảo bên em là cũng bị áp thuế. Để làm gì ạ? Anh phải cố gắng vượt lên cái mức đấy. Ví dụ doanh thu của em ngày bán được 10 bát phở thì em muốn được tồn tại em phải bán lên thành 15 bát. Thì em có lợi nhuận thì em mới nuôi đủ vợ chồng và nhân công. Và họ tính ra rất đúng, họ chuẩn, họ có cái bát em họ tính chuẩn lắm. Không trốn được luôn. Thế thì ngược lại trở lại câu chuyện doanh nghiệp đấy, là phải những doanh nghiệp đấy. Họ không thể hai vợ chồng làm được cái nghề đấy vì bao nhiêu máy móc. Thì có con, có cháu, có người giúp việc, nó nằng nhằng phải vài chục người đấy. Thì đấy phải là doanh nghiệp. Nhưng có hỗ trợ như thế nào để họ phấn khởi, để họ lên doanh nghiệp, chứ không thể. Và thứ hai là bây giờ là ở Việt Nam mình, vì tôi thấy có một cái vấn đề mà nói về trong cái đăng ký kinh doanh ấy, thì có ông lại vừa bán thịt lợn lại vừa kinh doanh vàng bạc đá quý, đúng không ạ? Thì tôi được biết không? Bây giờ mình nên chăng mình nhóm doanh nghiệp đấy vào, ông này là đăng kinh doanh của ông, bởi vì như là tôi đi Dubai cái đây khoảng chục năm, người ta đã tính cái thuế môn bài. Ông nhóm thực phẩm thì ông phải nộp thuế môn bài bao nhiêu? Ông lại sang kinh doanh vàng bạc đá quý lại phải thuế bao nhiêu? Thế là ông không dám khai nhiều. Thế để anh quản lý được dễ, mi dạng thế thôi. Nhưng bọn tôi cũng thế. Thế chúng tôi biết bây giờ Hà Nội là có bao nhiêu doanh nghiệp làm thực phẩm này. Thì lên thông tin, cổng thông tin của bên thuế là biết ngay. Đấy thì như thế nhà nước cũng có nguồn thu. Thứ hai là khuyến khích được hộ gia đình bên doanh nghiệp. Đấy là phải có một cái chính sách. Thì tôi nghĩ rằng người ta phấn khởi lên, chứ người ta cũng người ta chỉ ngại nhất là cái thủ tục lằng nhằng. Nên nói về ngại thì có rất nhiều lý do ngại, và mỗi người lại có một cái trọng điểm khác nhau. Người thì nói về vấn đề thuế, chi phí, cả thuế, cả thủ tục, cả hộ. Thực ra hai cái chính là thuế và thủ tục. Đấy thì rõ ràng là họ phải xây dựng một cái chính sách về thuế đảm bảo cái sự công bằng cho tất cả các doanh nghiệp. Và sau đó thì họ phải có các cái chính sách để có thể kiểm soát được cái chuyện đấy. Những công cụ như là cái việc hóa đơn điện tử hay là thanh toán không dùng tiền mặt. Đấy là những biện pháp mà để giúp cho nhà nước có thể kiểm soát được. Và đi kèm với là những cái biện pháp xử rất là nghiêm
để chỉ cần xử một trường hợp với trường hợp khác không dám trốn thuế nữa. Bên cạnh đấy thì phải có tuyên truyền, thực sự là công tác tuyên truyền về cái nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế tôi nghĩ là vẫn cũng rất là quan trọng. Bởi vì mỗi một cá nhân đều phải có nghĩa vụ với lại đóng góp vào cho cái sự phát triển đất nước mình. Và bên cạnh đó thì đương nhiên là cái việc mà nguồn thu của nhà nước cũng phải được sử dụng một cách công khai minh bạch và nó phải đảm bảo được cái thực sự là phục vụ cho đất nước. Thì tôi nghĩ là nó phải đồng bộ rất nhiều các cái biện pháp thì mới có thể thúc đẩy được các cái doanh nghiệp, người ta yên tâm, người ta phát triển, hộ kinh doanh có thể người ta sẵn sàng lên doanh nghiệp. Đấy, người ta sẵn sàng làm sao mà để người ta có cái cơ chế phát triển tốt nhất trong cái môi trường tốt nhất. Thì tôi nghĩ là nó phải vào cuộc đồng bộ chứ không thể chỉ có một vài giải pháp nào được. Thực ra đấy, từ góc độ pháp lý đó, thì chúng ta phải nhất quán là thế này này. Cái tên gọi là hộ gia đình hay gọi là doanh nghiệp ấy, thì về bản chất nó vẫn là một doanh nghiệp. Phải nói là như vậy. Thế thành ra rằng để người ta lựa chọn người ta thích là hộ, tên gọi là hộ hay là doanh nghiệp tư nhân hay là công ty ấy, tôi nghĩ cái đó không quan trọng. Nhưng quan trọng bằng thế này này, bằng cái quản lý chuyên ngành đấy, trong từng lĩnh vực một. Thì anh ở một quy mô nào đó, với cái tính chất về ngành nghề nào đó ấy, thì không có sự phân biệt. Dù anh là hộ hay là anh là doanh nghiệp hay là công ty, anh là đại công ty gì đó cũng giống như nhau hết, đúng không ạ? Thế còn chỉ còn lại một khoanh lại là nếu anh là hộ thì có một vài cái lĩnh vực nào đó thu hẹp lại là nó có sự khác biệt thôi. Thì dần dần người ta thấy rằng là không có sự khác biệt đối với trong cái phương diện quản lý nhà nước, không có sự khác biệt. Tôi nói ví dụ thế này, cái vấn đề là ngoài vấn đề là doanh thu, vấn đề là lao động chẳng hạn. Nếu anh cứ 10 lao động trở lên rồi, vâng, thì anh phải ký hợp đồng lao động. Đúng rồi, đúng không ạ? Và hay là thế này, 10 lao động như đồng với điều kiện là lao động ấy không phải lao động người nhà, không phải lao động là người già và trẻ em, đúng không ạ? Mà lao động là gọi là người ta gọi là full time đấy, mà lao động bên ngoài chẳng hạn. Thì dù có 3 lao động anh cũng phải ký hợp đồng. Chứ còn nếu mà là bố mẹ tôi người già về hưu rồi tham gia làm một vấn đề thủ công ấy, thì không có hợp đồng thì cái đó đúng rồi, không phải người lao động. Đấy là quan hệ gia đình, đúng không ạ? Thế nhưng mà đã tuyển người ngoài là anh phải có hợp đồng. Ví dụ thế, cái đó là không có sự phân biệt khác nhau. Hay là cái vấn đề kế toán, anh đến quy mô nào đó là anh phải có sổ sách kế toán, anh phải có báo cáo tài chính như thế này, không có sự phân biệt. Thì đến lúc người ta thấy rằng là à, như vậy là cái lợi là để tôi trốn, để làm giảm cái giá thành của tôi, để có cái kiện cho anh không công bằng, không còn bao nhiêu nữa. Trong khi đó cái bất lợi đấy, ví dụ là tôi không phải là doanh nghiệp ấy, thì mọi cái của tôi không rõ ràng, không chuyên nghiệp, không minh bạch, tôi không tiếp cận vốn ngân hàng được, đúng không ạ? Đúng. Tôi không thể lên các cái, tôi không thể gia nhập các cái thị trường lớn, là tôi không ra vào các chuỗi cung ứng, ví dụ hay chuỗi phân phối như là siêu thị chẳng hạn. Thì ngay lập tức họ sẽ làm thôi, họ sẽ chuyển đổi, không cần phải ép buộc gì cả. Đúng. Tôi nghĩ là có chính sách như vậy, đúng không ạ? Vâng ạ. Và đó cũng là những nội dung mà trong các số trước thì cũng đã có những khách mời đưa ra và bàn luận. Thì ngày hôm nay thì chúng tôi muốn mời tới đây các doanh nghiệp cũng luật sư, là những người rất là cụ thể với doanh nghiệp, với hộ kinh doanh, đặc biệt liên quan đến kế toán, rồi liên quan tới những vấn đề về những doanh nghiệp khởi nghiệp, ở những doanh nghiệp mà làng nghề như là bà có chia sẻ. Thì chúng tôi nghĩ là những cái ví dụ rất là cụ thể, rồi góc nhìn của luật sư nữa, thì sẽ có thêm thông tin, cung cấp thêm cho những số trước. Về chủ đề này thì chúng tôi biết là đồng bộ thì có rất là nhiều giải pháp rồi, chúng ta giải quyết một cái vấn đề lớn như thế này, một vấn đề rất là lớn của doanh nghiệp, và chúng ta không thể đòi hỏi là có một cái chính sách nào đó mà có thể thay đổi toàn bộ. Thế tuy nhiên là chúng tôi nghĩ là với những cái cách thức tuyên truyền như này, với cách thức cung cấp thông tin, thì chúng ta sẽ có thêm những góc nhìn và những thông tin cụ thể, những ví dụ hết sức là đời thường cho những người làm chính sách. Thì chúng tôi rất là cảm ơn ba khách mời đã đến với chương trình đối thoại và nhiệt huyết với chủ đề của chúng tôi. Tại vì thời lượng không có hạn nên là chúng ta cũng không thể nào mà tiếp tục quá nhiều với cả cái nội dung ngày hôm nay. Thì chúng tôi rất là cảm ơn ba vị khách mời, và chúng tôi xin chúc các khách mời có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục tham gia và đồng hành cùng chương trình đối thoại ở những nội dung tiếp theo nữa. Và xin cảm ơn ba vị khách mời ạ. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VTV www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo ạ.